Với những chiến thắng trong ngày hôm nay thì đã mang về cho anh chị em chúng ta rất là nhiều niềm vui Và để lối tiếp niềm vui đó thì như thường lệ Sau mỗi một giờ quay thì tôi lại tiếp tục đến đây Để đi phân tích một số những các đường cầu với những biên độ ăn thông 4 đến 5 ngày Để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm sau Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Và đây đó chính là những các con số mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày hôm nay Và lúc 15 giờ 47 phút thì bạn Bình Tuyết ở đây bạn có bảo với tôi rằng mình gửi bạn Lộc bạn nhận được chưa? Và tôi có bảo với bạn mình nhận được rồi, mình cảm ơn bạn nhé. Bạn có hỏi lại với tôi rằng nay có số chưa bạn và tôi có chốt cho bạn ở đây để chơi cho cái ngày 24 tháng 3 năm 2024 lúc 15 giờ 50 phút. Đó chính là con lô tô 84. Như vậy là con lô tô 84 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là giải 2.2 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi dàn đề Đó chính là bốn Thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 74 Con đề 74 này thì nằm ở trong cái được cầu dàn đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhớ định Để cho anh chị em chúng ta chơi ở trên được cầu kín Zalo phải không ạ Và đây thì bạn có hỏi lại với tôi rằng Hôm nay vẫn vào mạnh tay được chứ Và tôi có bảo lại với bạn Ok bạn số mình chốt bạn yên tâm tự tin chơi nhé Số lộ chuẩn luôn phải không ạ Và tiếp theo khi mà lúc 18 giờ 22 phút bạn có bảo với tôi rằng vui quá bạn ơi ăn luôn giải hai mong ra thêm nháy nữa và tôi có bảo lại với bạn một nháy nào ok rồi đợi thêm tí đặc biệt nữa bạn có bảo lại với tôi rằng đã ăn ra rồi về thêm đặc biệt nữa thì quá đỉnh và tôi có bảo lại với bạn bạn chờ đi số lộ và phải ra phải không ạ? Và như vậy là lúc 18 giờ 31 phút bạn có bảo với tôi rằng Lổ luôn 74 rồi bạn ơi cảm ơn bạn nhé vui quá phải không ạ? Xin chúc mừng bạn và tất cả anh chị em ở trên đường cầu kín Zalo và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cái đường cầu đó chính là đường cầu video à, trên đường cầu video thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng đó chính là con lô tô rơi 09 và con lô tô kép 33 và chúng ta đã có chiến thắng ở đây đó chính là xiên quay 09 và 33 đánh 4 mà chiến thắng 2 thì quá là tương bừng, quá là rực rỡ rồi phải không ạ? Và con lô tô 09 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là giải 7.2. Còn đây con lô tô 33 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là giải 6.3. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên đường cầu kín Zalo cũng như là ở được cầu video của anh kênh soi cầu Minh Phúc. Và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cả kênh của tôi, đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để làm gì ạ để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đường cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó còn ai muốn được chơi ở trên đường cầu kín zalo chơi những các con số bao ăn ba lỗ hoàn toàn hoàn toàn là số lộ từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số An toàn nhất anh chị em nhé và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video này để cho anh chị em chúng ta tham khảo chơi cho ngày mai với đường cầu đầu tiên đó chính là đường cầu bạch thủ lô tôi sẽ lấy từ ngày 22 tháng 3 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau đi kiểm chứng và con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số hàng chục nghìn năm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 0 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn năm ở giải 3.4 chúng ta được đó chính là con số 2 và và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? Đường cầu màu đỏ, đường cầu số 1 ở đây và tôi có đánh dấu ở đây, đó chính là đường cầu số 1. Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Ở à, đường cầu màu xanh này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn năm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 6. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị năm ở giải 5.3 chúng ta được đó chính là con số sáu và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số hai và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của đường cầu số một đường cầu màu đỏ tôi có không cộng với hai thì bằng hai phải không ạ tiếp theo tôi sẽ đi cộng tổng của đường cầu màu xanh đường cầu số hai tôi có 6 cộng 6 bằng 12 thì tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 2 như vậy là bạch thủ lô 22 để chơi trong ngày 23 tháng 3 và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 23 tháng 3 với con lô tô 22 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 6.2 xin chúc mừng với tất cả anh chị em chúng ta đã có chiến thắng của ngày 23 tháng 3 và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 24 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô và như thường lệ thì tôi vẫn cộng tổng của được cầu số 1 Đó chính là 3 cộng với 3 thì bằng 6 phải không ạ Tiếp theo tôi có 7 cộng với 2 thì bằng 9 Như vậy là bạch thủ lô 69 để chơi cho ngày 24 tháng 3 Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 24 tháng 3 Về con nô tô 69 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là ở giải 5.1 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày 25 tháng 3 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con bạch thủ lô. Bạch thủ lô ở đây thì tôi có 0 cộng với 9 thì bằng 9 phải không ạ? Tiếp theo tôi có 7 cộng với 4 thì bằng 11, tôi sẽ lấy con số bằng đơn vị, đó chính là con số 1. Như vậy là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con bạch thủ lô 91 và 19. Xong thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con lô tô 91 và 19 anh chị em nhé. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào mấy cái được cầu. Đó chính là đường cầu lô tô rơi và đường cầu lô tô kép đầu tiên đó chính là ở được cầu lô tô rơi thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê ở bảng thống kê này thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ nên chơi cho tôi đó chính là cái con à vẫn tiếp tục chơi cho tôi con lô tô rơi 09 anh chị em nhé bởi vì là ở đường cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta bốn ngày liên tiếp mới có giả về hai ngày cho chúng ta ở đây mà thôi nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta vẫn chơi cho tôi phải không ạ và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa con lô tô rơi nữa mà đẹp nhất để anh chị em chúng ta sẽ chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ nên chơi cho tôi ở đây đó chính là cái con a à lô tô rơi 84 Còn lô tô rơi 84 thì ở những các đường cầu gần đây nhất anh đồng đều giả về cho chúng ta từ hai ngày liên tiếp trở lên nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo đó chính là ở đường cầu lô tô kép ở à, đường cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con à, lô tô kép 22 Con lô tô kép 22 đang có biên độ một ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ chơi cho tôi và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa con lô tô kép nữa mà tôi nhắm đến để anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai đó chính là cái con à lô tô kép 99 và lô tô kép 99 đang có biên độ đó chính là 5 ngày trước ra ngày mai là ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ vào chơi cho tôi tiếp theo đó chính là ở đường cầu xuyên quay anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 09 84 22 và 99 như vậy là tất cả những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào chung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không trung cầu không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham còn ai muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai và tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề ở được cầu gian đề thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần tôi sẽ lấy từ ngày 22 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày 25 tháng 3 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta sẽ đi kiểm chứng phải không ạ và đường cầu tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy từ ngày 26 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 29 tháng 2. Và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số đầu tiên làm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm phải không ạ? Như vậy là ở à, cái đường cầu đầu tiên được cầu màu đỏ này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai. à, đường cầu thứ hai tôi sẽ lấy từ ngày 14 tháng 2 cho đến cái ngày 17 tháng 2 năm 2024 và tôi Tôi sẽ lấy đó chính là hai con số đầu tiên nằm ở giải đặc biệt, gồm con số hàng chục nghìn và con số hàng nghìn. Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 22 tháng 3. Thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 14 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 26 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con để để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có con số 1 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 1221, 1771 và con 1 và 22. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ có ở đây đó chính là con số 7. Thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 7227. Và ở đây thì chúng ta có đó chính là con đề 77 phải không ạ? Ở đây thì chúng ta có hai con số 2 trùng lập nhau thì chúng ta sẽ lấy một con số 2 là bóng của nó. Bóng của con số 2 đó chính là con số 7. Và ở đây thì chúng ta cũng có con số 7 rồi nên là chúng ta có thể rút gọn được. Nên là anh chị em chúng ta có thể rút gọn được một số con đề. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đó chính là ngày 20 22 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 71. Con đề 71 này thì nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh em chúng ta chờ ở đây. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là cái ngày 23 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 15 tháng 2 để đi ghép với cả ngày 27 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên đó chính là 4334, 4664, 4224. Tiếp theo chúng ta có đó chính là con đề 8338 phải không ạ? Và ở đây thì chúng ta có 8668 và 8228. Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh em chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3. À, ngày 23 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 82. Vấn đề 82 này nằm ở trong cái đường cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 24 tháng 2, 24 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 16 tháng 2 để đi gắn với cả ngày 28 tháng 2. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 3773, 3223 và 3663. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 4774, 4224 và 4664. Như vậy là à cái được cầu gian đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh em chúng ta chơi cho ngày 24 tháng 3. Ở à, ngày 24 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 74. Con đề 74 này nằm ở trong cái được cầu gian đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh em chúng ta chơi ở đây. Xin chúc mừng với tất cả anh em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tôi sẽ lấy từ ngày 10 tháng 2 để đi game cả ngày 29 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây tôi có đó chính là 5335, 5995, 5665. Tiếp theo tôi có đó chính là 8338. 8998 và 8668 phải không ạ? Như vậy là ở à, cái được cầu gian đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chụp cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không chụp cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Ở à, trên được cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 cho đến 85% mà thôi. Để tránh cái tình trạng mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người thì anh chị em chúng ta cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tôi 0979094894 để nhận được những các con số lộ từ hội đồng báo về chơi cho ngày mai anh chị em nhé